Nam Mô A Di Đà Phật. Thành phố có một câu hỏi hỏi dùm cho một vị đồng tu đang có mặt trên Zoom ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, trong nhóm con có một bạn mới học pháp hộ niệm theo thầy Diệu Âm, hàng ngày cứ thường nhắc nhở chúng con là phải học pháp hộ niệm và giới thiệu chúng con vào đường dâm thế giới hộ niệm. Trong nhóm con không thích bạn này nhắc nhiều, bởi vì bạn này thường nhắc là không nên nghe nhiều người giảng và nói là nghe nhiều phải nghe pháp nhiều chứ không nghe nhiều pháp. Pháp của Phật sao lại nói là không nghe nhiều? Bạn này nói như vậy có phải là cống cao ngã mạn hay không? Bên cạnh đó có một bác lớn tuổi hơn thường đi chùa nhưng lại không góp ý mà thường hay nói lời bóng bẩy, sợ mất lòng người khác và chuyên tu theo mùa giống như ở chùa vậy. Con ở giữa nên góp ý như thế nào đối với hai người vị này ạ? Được chúng con có cuối đời được con đường vãng sanh về tây lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm. A Di Đà Phật. Mình tu theo Phật, không tu theo người thì người nói sao người nói, cớ chi mình phải động tâm dữ vậy? Nghe pháp nhiều, không nghe nhiều pháp, đó là lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không. Đó là lời dạy chư trong độ tông. Tại vì pháp niệm Phật chú trọng về chuyên nhất, càng chuyên chừng nào càng vững chừng đó. Mất chuyên thì mất vững, mất vững thì định lực không bền, định lực không bền thì thường thường bị thối chuyển, thường thường bị tha hóa, thường thường bị lung lay. Cho nên mất cái chánh định, đây là điều tốt. Mong cho cái người nào mà đi nói chuyện về khuyên người ta hộ niệm cũng nên cẩn thận. Tất cả đều phải tùy duyên. Người nào thích thú hỏi đến, chúng ta tận tình khuyên răng, tận tình hướng dẫn, giúp cho người ta có cái cơ duyên biết được pháp hộ niệm để vãng sanh. Người nào không có duyên, mình nói ra vài câu người ta không vui, xin chư vị này đừng nên nói nữa. Tất cả đều phải tùy duyên. Nên nhớ cho Phật không cứu được người vô duyên, ta không có quyền phan duyên nhiều quá không tốt. Vậy thì mong chư vị chú ý cho Phật pháp có Phật lo, ta chỉ có thể giúp được người có duyên. Vì thế cho nên Diệu Âm lên đường Zoom này cũng là do duyên. Diệu Âm muốn an nghỉ, tuổi già rồi cũng sắp sửa về trời rồi. Không, Diệu Âm sẽ về Tây Phương Cực Lạc, không thèm về trời đâu. Ấy thế mà người ta bắt còn nói lên nói xuống. Thôi tùy duyên, còn duyên Diệu Âm còn nói. Khi hết duyên Diệu Âm cũng lặng lẽ đi về Tây Phương. Nhất định đối với Diệu Âm, một người không nghe, một lời không nói. Còn người nào nghe, ngày nằm xuống chuẩn bị tắt hơi, Diệu Âm cũng nói niệm Phật đi chư vị, cầu sanh đi chư vị, tức là vẫn khuyên cho đến hơi thở cuối cùng. Mong chư vị chú ý, chúng ta cùng quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhé. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức lão cư sĩ Diệu Âm, chúng con thành tâm tri ân công đức của thầy Thích Thành Phú đã có câu hỏi ạ.